Kính thưa sư, khi mình thọ bát quan trai giới nhưng bị phạm một đến hai giới thì phước xem như bị thủng sẽ bị rơi rớt gần hết. Vậy mình chỉ phát nguyện thọ sáu hay bảy giới và giữ trọn vẹn thì có khác gì không? Con cảm ơn sư. Đúng là nó khác. Cho nên là ở trong thanh tịnh đạo thì có nói là nó có nhiều cách để thọ giới. Tức là chúng ta có thể có người thọ năm giới cộng một. Thí dụ như tôi thọ năm giới cộng với cái giới là không ăn sái giờ, hoặc là năm giới cộng với cái giới là không hành phi phạm hạnh. Thì như vậy đó là mình có cái năm giới cộng một hoặc là năm giới cộng hai. Thì tức là mình giữ năm giới cộng thêm một hoặc hai giới nữa, thì điều đó là được chấp nhận. Còn nếu mà nói thì như thế nó sẽ được cái phước là chúng ta giữ năm giới cộng thêm một giới nữa, nhưng chúng ta không được cái phước của bát quan trai giới. Cái phước bát quan trai giới á, cái phước nó lớn hơn cái phước giữ năm giới rất là nhiều. Cái sự khác ở đây là cái sự chênh lệch. Thì nó giống như là cái xe mà ba bánh thì nó là xe ba gác, mà xe bốn bánh thì là ô tô. Đủ gì thấy nó chênh lệch nha, có một bánh nè, mà nó khác nhau nhiều lắm ha.